Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Tiếp tục với Avatar Sentai Dawn Rider. Ngày hôm nay hãy cùng với mình đến với một sản phẩm của một nhân vật mang phong cách đối lập với đàm minh chủ của chúng ta. Đó chính là Ninjaxo thuộc sở hữu của Don Murasame. Don Murasame là sản phẩm được tạo ra bởi hội đồng Noto để chống lại các Yuto và bảo vệ các Anoni. Sau khi được đánh thức bởi giọng nói kỳ lạ trong đầu mà còn gọi là Murder, Murasame đã đảm nhận nhiệm vụ tìm và diệt các Yuto lẫn hội Don Brother. Sức mạnh của cậu cũng là thứ mà nhóm Sonoi phải e dè. Tuy thế, nhưng trong thâm tâm Murasame luôn tự đặt nhiều câu hỏi khiến cậu phải bận tâm. Trên hết đó chính là, cậu được sinh ra để làm gì? Vì đây là sản phẩm giới hạn nên hiển nhiên sẽ kèm thêm một lớp hộp kẹt tông. Phần hộp lần này khá bắt mắt với hình ảnh sản phẩm lẫn nhân vật kèm với các câu thoại được thiết kế ở dạng đèn neon ở cả mặt trước và sau. Còn muốn biết đầy đủ các câu thoại trên hộp này là gì, các bạn hãy sở hữu ngay một thanh để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ hãy đến với sản phẩm chính lần này. Ninjaxo có thiết kế tương tự với Zan Classo về hình thức bên ngoài. Tông màu chủ đạo là màu magenta, tạo nên vẻ đối lập với Zan Classo. Phần bánh răng màu tím mang biểu tượng mặt của Don Murasame. Xung quanh là hình ảnh cá mập đang bơi. Cả hai đều được mặc rơm màu xanh biển cực kỳ bắt mắt. Phần lưỡi kiếm được làm bằng nhựa dẻo giống với Zan Classo trước đó. Thêm vào đó là cái chi tiết răng cưa nhìn giống như hàm cá mập vậy. Hay có thể nói khá giống với dao chặt nước đá cũng được. Đi kèm với sản phẩm là ba Avatar Game của Vân Sắc, Gablu, Zuo Sắc, cũng chính là ba Sensei dựa trên hình ảnh cá mập trong suốt cả series Super Sentai. Và đây cũng chính là ba Avatar Game duy nhất ở thời điểm hiện tại mà không phải hình ảnh của chiến binh đỏ hay các chiến binh thứ 6 như các ghia trước đó. Cách chơi Ninjaxo về cơ bản không khác mấy so với thanh Zan Classo. Đầu tiên ta bật công tắc lên. Ấn nút ở phần cán sẽ cho ra âm chém. Mỗi lần ấn sẽ cho ra một màu khác nhau. Tổng cộng có 3 màu bao gồm xanh lá, xanh dương và tím. Để biến hình, ta phải xoay bánh răng từ từ 4 lần hoặc xoay liên tục cho đến khi xuất hiện âm quát sớp. Sau đó nhấn nút là xong. Để sử dụng Avatar Chain hay Outer Chain, ta chỉ cần thực hiện lại các động tác như lúc biến hình là được. Vì ba âm này sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự. Đầu tiên là biến hình, sau đó là Avatar Chain, cuối cùng là Outer Chain. Để thực hiện tất sát, ta giữ nút. Sau đó xoay bánh răng rồi ấn lần nữa là xong. Với mỗi lần xoay sẽ cho ra một âm tất sát khác nhau, tối đa 4 lần, tương với số hình ảnh chú cá mập trên bánh răng. Lần lượt là Ichi sát, Ni sát, Sai sát, Sai sát.
Và cuối cùng là dao sắc, tớ sát mạnh nhất khi tớ quay bánh răng đủ 4 lần, cho đến khi âm wow xuất hiện. Ở đoạn này, chiêu vẫn sẽ tự động kích hoạt nếu ta không tác động vào. Và tất nhiên, Ninja Saw cũng có thể chơi cùng với Don Blaster. Về cách chơi, không khác mấy so với Jan Glasser. Phần khác biệt chính là âm thanh dựa trên loại gear mà ta gắn vào. Âm chiêu kết thúc luôn mặc định là Hitsack Ogi, là chơi chữ giữa Hitsack Sư và Sack. Tuy nhiên, âm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào loại gear mà ta scan. Cụ thể như sau, Vân Sack hoặc Sơn Vân cần gear sẽ cho ra âm Vân Sack. Gao Blue hoặc Gao Ranger gear sẽ cho ra âm Gao Blue. Zill Sack hoặc Zuozer gear sẽ cho ra âm Zill Sack. Don Brother Gear sẽ cho ra âm Don Brother. Stacy sẽ cho ra âm Stacy Sir. Bất kỳ Sentai Gear nào khác cũng sẽ cho ra âm Clap Your Hand. Các bạn có thể xem lại video trước đó để nghe chi tiết hơn. Ngoài cách chơi thông thường như trên, Ninsack Saw còn kèm theo chế độ chơi với thoại. Đây cũng chính là điểm nhấn của sản phẩm lần này. Để chuyển qua chế độ chơi thoại, đầu tiên ta đóng công tắc. Sau đó ấn nút bật công tắc lên lại là xong. Chế độ này gồm 8 thoại đọc lên lần lượt khi ta nhấn công tắc. Ngoài 8 thoại cơ bản, ta còn có 3 thoại model tương tác với Murasame khi ta chơi biến hình, Avatar Chain và Outer Chain. Tuy nhiên, sẽ không có thoại khi chơi với Don Blaster vì Don Murasame không sử dụng đến món vũ khí này và cũng không có thoại khi ta chơi tất sát. Cá nhân mình thấy, sản phẩm lần này đáp ứng được cả nhu cầu về mặt hình ảnh, lẫn âm thanh, đặc biệt cho những ai yêu thích nhân vật mang xu hướng phản diện hoặc anti-hero. Màu sắc tối, thiết kế bắt mắt, cộng với phần âm thanh heavy metal cực bắt tai, chính là thứ thu hút Ninsack Saw trở thành món vũ khí không thể thiếu đối với ai là fan của Don Blaster nói riêng hay Super Sentai nói chung. Và đó là tất cả những gì nhớ muốn chia sẻ với các bạn thông qua sản phẩm lần này. Đừng quên để lại một like cũng như subscribe cho nhóm nha. Kỳ tới hãy cùng mình tìm hiểu về bản nâng cấp của Don Onidaizin. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.